các bạn ơi, con cá nó chạy kìa, hay không? Con cá chạy vô nước được luôn hả? Trời hay dữ hả? À, nó chạy vòng vòng luôn hả? Wow, con cá này hay quá các bạn ơi, nó chạy vòng vòng luôn nè. Nó chạy lên đây luôn rồi, ghê quá. Nó quanh lại kia. Bạn su dí theo rồi, nó dí bạn su luôn nè. Su sợ không? Rồi bắt lại nha. Đây rắn lục xanh á. Rồi lượm cái lửa cho con Ken ơi. Các bạn ơi, mình xăng xe lửa xong rồi, giờ mình với bạn Ken đẩy xe đi kiếm xe buýt nhỏ nha. Đâu xe buýt nhỏ đâu bạn Ken? Rồi xe buýt nhỏ đâu? Chạy đi kiếm xe buýt nhỏ thôi. Rồi nhanh lên bác tài ơi. Thôi rồi đi tìm xe buýt con thôi. Wow, quá trời xe buýt con đây luôn nè các bạn ơi. Rồi lượm vô bạn Ken ơi. Đâu, một xe buýt màu gì ạ? Xe buýt con đó màu gì ạ bạn Ken? Bây giờ mình bỏ vô cái móc luôn, bỏ vô cái móc xe cẩu đi. Rồi, một xe buýt con màu xanh nước biển nữa hả? Rồi, còn nữa không? Đây các bạn ơi, một cái xe buýt dài màu trắng nha. Rồi, đi tiếp thôi, còn đâu, còn chiếc xe nào nữa không? Bị chặt xe rồi hả? Rồi, sửa lại rồi. Đây, đây các bạn ơi, một cái chiếc xe buýt nhỏ màu xanh lá cây. Rồi bỏ lên cái xe móc cẩu luôn. Con su nó thấy cái xe buýt màu gì kìa bạn Ken ơi. Chạy qua coi, nhanh lên. Su thấy xe buýt màu gì ạ? Thấy không? À màu đỏ hả? Chạy lại. Đây các bạn ơi, con su thấy thêm một cái xe buýt màu đỏ nha. Con su sao tìm được xe hả? Con su mê đồ chơi mà. Rồi bây giờ mình đem xe này về nha. Mình đem xe về mình học màu với xe nha. Rồi mình đếm bao nhiêu chiếc xe nha. Đây bạn Ken ơi, bạn Ken. Trời ơi, bạn Ken định đi đâu nữa ạ? Đây các bạn ơi, bạn Ken lượm. Đây một chặt xe hả? Một con cá nè. Con cá này có nhạc không bạn Ken? Hả, con cá này có nhạc không? Có nhạc hả? Đâu, bắt lên cho các bạn xem thử. Bỏ dưới nước được luôn hả? Tao bắt nhạc luôn thôi coi. Wow, các bạn ơi, con cá nó chạy kìa, hay không? Con cá chạy vô nước được luôn hả? Trời hay dữ hả? Nó chạy vòng vòng luôn hả? Wow, con cá này hay quá các bạn ơi, nó chạy vòng vòng luôn nè. Nó chạy lên đây luôn rồi, ghê quá. Nó quanh lại kìa. Bạn su dí theo rồi, nó dí bạn su luôn nè. Su sợ không? Rồi bắt lại nha. Đây các bạn ơi, mình bắt lại đi. Rồi bắt đi bằng Ken. Cái đuôi nó giật dữ quá hả? Đuôi nó giật dữ quá không có tắt được hả? Đây. Rồi bây giờ mình cùng bạn Ken đếm coi bao nhiêu chiếc xe lửa và xe buýt nha. Rồi mình đếm đi bạn Ken ơi. Mình có mấy chiếc xe lửa? 1 9 10. Ê, các bạn tính cá luôn là 10 nha. Nè bạn Ken đi săn được 4 xe buýt con. Đây 4 xe buýt con và 4 xe lửa nha. Ý mình có 5 xe buýt luôn và 4 xe lửa. Đây xe lửa màu gì bạn Ken? Red. Đúng rồi, đây là xe lửa màu đỏ. Red đúng rồi. Này xe lửa màu gì? Màu trắng gọi là gì? White. Đây xe lửa màu trắng với màu xanh luôn nha. Còn xe này là màu xanh gọi là gì? Này các bạn ơi, đây xe lửa này chạy được luôn á. Đây nguyên một đây đoàn tàu xe lửa với đoàn tàu xe buýt nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ móc nha. Móc thử xe buýt con đi. Xe buýt đi bạn Ken ơi.
Xe lửa bự quá. Xe lửa bự quá móc được không? Quay lại hả? À các bạn ơi, bạn Ken nè. Ken đi dép rồi hả? Bạn Ken quay lại đã móc móc cái chiều dài xe lửa nha. Mình quay ngang mình khó móc, giờ mình quay chiều dài mới móc được. Rồi móc đi bạn Ken ơi. Rồi mạnh lên nha, chuẩn bị 1 2 3 móc lên. Ơ chưa dính, chưa dính. Ơ dính chưa? Dính chưa? Rớt rồi, làm lại nha. Làm lại nha. Rồi bạn Ken bỏ vô móc luôn rồi các bạn ơi. Rồi đưa đây, móc chiếc nào xong đưa chiếc đó đây. 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 Một chiếc bubble hả? Cái này là pin. À. Cái này gần giống màu tím luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình móc chiếc màu đỏ nha. Màu đỏ là red á. Lên rồi, hay quá. À rớt luôn rồi. Rồi, một chiếc thứ hai nha. Red, đây màu red. Đây, chiếc thứ hai, xe lửa thứ hai màu red nha. Rồi, chiếc xe lửa thứ ba. Wow, màu white. Lên chưa? Quá hay quá. Rồi, lên luôn. À rớt rồi các bạn ơi. Rồi, chiếc thứ ba nha. Rồi, chạy lại đây. Đây, xe này nặng quá các bạn ơi. Quá, xe lửa rớt nặng quá rồi, lụm dùm bằng Ken luôn. Đây, chiếc thứ ba. Màu white. Là màu trắng á. Rồi, bằng Ken sẽ móc chiếc thứ tư nha. Trúng quá rồi hả? Rồi, bạn Ken sẽ móc chiếc xe thứ tư nha. Màu hơi cá té luôn rồi hả? Màu xanh nước biển. Đây là màu blue. Rồi, xong rồi. Đây, một chiếc xe lửa màu blue. Đây, xe lửa này chạy được luôn nè. Hay lắm á. Wow. Rồi, bây giờ bạn Ken móc bàn trái về nhà luôn nha. Móc thử bàn trái lên xe luôn. À, bắt cá về ăn luôn hả? Wow. Rồi bắt cá về ăn luôn. Bắt cá về nấu canh luôn nha. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, như vậy là video đến đây là múc mấy xe nhỏ nữa hả? Quên luôn rồi hả? Rồi vậy múc mấy xe nhỏ luôn nha. Rồi bỏ vô đem lại ship luôn. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Ken không múc nữa. Bạn Ken bỏ mấy xe nhỏ gọi ship luôn nha. Mình đem về nhà mình ship chung với xe lửa với bạn cá luôn. Rồi nhanh đi bạn Ken ơi. Wow. Xong rồi. Rồi thả ra. Thành công rồi. Yeah. Wow. Ít hồn mà giết. Các bạn, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Cơ máy bay các bạn đi. Bye bye. Đây cái bịch nè các bạn ơi. Wow, trên đây cái gì á? Trời ơi các bạn ơi, có một cái đồ đánh bóc luôn. Rồi bạn Pin ơi, bỏ con bồ cạp vô. Đó nhẹ nhẹ thôi. Rồi bỏ con thằng lằn với con tắc kè vô luôn. Wow. Ý, một cái đồ đóng bóc nè các bạn ơi. Lạ dữ hả? Đây đánh thử coi. Bạn Pin. Chèo. Ê ghê quá hả? Rồi bỏ vô bịch thôi. Các bạn, bạn Pin bắt một con bồ cạp nè.